Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Sóc vừa diện ở 15 Lông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Xin giới thiệu với các bạn bốn loại thực phẩm giúp các mẹ có nhiều sữa mà không sợ béo. Khi cho con bú, bạn cần thêm một lượng calo nhất định để thúc đẩy sự sản xuất sữa. Tuy nhiên, điều này lại khiến các mẹ lo lắng về cân nặng của mình. Thứ nhất, lượng calo khuyến nghị hấp thụ mỗi ngày trong thời gian cho con bú. Tổng lượng calo bạn cần thời điểm này phụ thuộc vào thể chất, mức độ vận động thể chất và số lần bạn cho con bú. Trò chuyện với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định lượng calo phù hợp với bạn. Thông thường, phần lớn bác sĩ sẽ khuyên các bà mẹ bổ sung thêm khoảng 500 calo hoặc nhiều hơn mỗi ngày. Như vậy, tổng lượng calo trong ngày của bạn sẽ là 2.000 đến 5.000 calo. Tuy nhiên, đừng giới hạn lượng thực phẩm hấp thụ vào cơ thể. Bạn cần ăn bất cứ khi nào có nhu cầu. Ăn những đồ ăn giàu dinh dưỡng giúp tăng sản sinh sữa mẹ và em bé có đủ sữa bú. Tập trung duy trì một chế độ dinh dưỡng cân bằng gồm nhiều trái cây, rau lá xanh, thịt nạc, protein, ngũ cốc nguyên cám và chất béo tốt cho sức khỏe. Cùng với việc em bé sẽ lớn lên không ngừng, lượng sữa mẹ mà bé cần sẽ thay đổi. Do đó, cơ thể bạn cũng cần lượng calo khác. Thứ hai, hậu quả của việc giảm lượng calo hấp thụ trong quá trình cho con bú. Khi cho con bú, nếu bạn muốn giảm cân, bạn có thể giảm lượng calo tiêu thụ. Tuy nhiên, việc đó nên được thực hiện khi bé đã đủ 2 tháng tuổi. Và lúc này, lượng calo bạn cần có thể là 1.800 calo một ngày. Nếu bạn giảm khẩu phần ngay quá sớm, khi bé còn quá nhỏ sẽ làm giảm lượng sữa mẹ và gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của bé. Cắt giảm lượng calo hấp thụ vào cơ thể trên 25% tác động xấu tới quá trình sản sinh sữa mẹ, dẫn tới nhiều rắc rối về sức khỏe mẹ con nói chung. Tốt nhất, bạn nên thực hiện giảm lượng calo dần dần trong suốt thời gian cho con bú để đảm bảo an toàn. Một nguy cơ khác của việc giảm calo hấp thụ khi đang cho con bú là nó có thể làm cho bạn rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng. Khi cơ thể bạn không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, bạn có thể bị thiếu hụt dinh dưỡng và trở nên mệt mỏi, khó chịu hơn. Thay vì cắt giảm lượng calo hấp thụ, nếu muốn thực hiện mục tiêu giảm cân trong thời gian cho con bú, bạn nên tiến hành tập luyện thể dục thể thao. Bài tập đi bộ kéo dài 15-20 phút mỗi sáng hoặc mỗi tối tốt chế khoảng 200 calo và giúp cho cân nặng của bạn ở mức bình thường. Thứ ba, top 4 loại thực phẩm giàu protein khi đang cho con bú. Thực phẩm thứ nhất là thịt. Loại thực phẩm này chứa các vitamin thiết yếu như B6 và B12, giúp tăng cường khả năng tiết sữa trong thời gian cho con bú. Cơ thể bạn cần hấp thu protein và sắt từ thịt như thịt gà, thịt lợn, thịt bò. Hàm lượng thịt khuyến nghị là 170g trên một ngày. Thực phẩm thứ hai là hải sản. Hàm lượng khuyến nghị trong thời gian cho con bú của các bà mẹ là 227-340g một tuần, bao gồm sò, hến, tôm, cua hoặc cá hồi. Hải sản chứa axit béo omega-3, vitamin B6, B12, tất cả đều cải thiện khả năng phát triển của em bé. Trên các loại hải sản có hàm lượng thủy ngân cao như cá kiếm, cá mập, cá thu. Thủy ngân gây hại cho não bé và gây ra các nguy cơ mắc chứng bệnh về thần kinh. Thực phẩm thứ ba là sữa và các chế phẩm từ sữa. Đây là thực phẩm cung cấp nguồn canxi tốt cho bạn. Cơ thể bạn cần canxi để đảm bảo sản lượng sữa cho bé bú. Hấp thu 3 khẩu phần sữa hoặc chế phẩm từ sữa như format sữa chua là lời khuyên dành cho các mẹ đang cho con bú. Thứ tư, thực phẩm cuối cùng là trái cây và rau. Cho con bú làm tăng nhu cầu vitamin C, A và folate của cơ thể. Nhiều loại rau lá xanh như rau bina, súp lơ xanh, bắp cải, rau mầm, ngũ cốc là nguồn cung cấp folate tuyệt vời. Trái cây thuộc họ cam, chanh, cà chua và dâu cung cấp vitamin C. Trong khi đó, bạn có thể bổ sung vitamin A từ những loại rau lá xanh đậm hoặc vàng như bí ngô, súp lơ xanh và cà rốt. Ngoài ra, bạn vẫn cần một chế độ ăn uống cân bằng, đủ dưỡng chất và lành mạnh vào thời điểm này. Tỷ lệ sản sinh sữa mẹ hoàn toàn phụ thuộc vào lượng calo và dưỡng chất mà bạn hấp thụ vào người. Một số loại thức ăn rất tốt cho các bà mẹ đang cho con bú gồm có trái cây và rau tươi, thực phẩm chứa tinh bột như bánh mì gạo, ngũ cốc nguyên cám như yến mạch, bánh mì, protein tốt cho cơ thể gồm trứng gà, thịt nạc và rất nhiều loại đậu. Bạn cũng nên bổ sung 2 khẩu phần cá mỗi tuần, các sản phẩm sữa ít béo bao gồm sữa chua và sữa, nước để giữ cơ thể bạn không bị khô cạn. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và lắng nghe. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin bổ ích khác.